Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Ave Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chỉ đọc một kinh kính mừng mà thoát khỏi quỷ bóp cổ. Có hai thằng bạn bợm nhậu, ăn chơi trác tán, thường rủ nhau la cà đến chốn bình khang. Một tên là Richard. Một hôm, hai đứa rủ nhau đến chơi tại nhà một con điếm. Sau khi ăn nhậu và thỏa mãn thú vui xác thịt, Richard về nhà trước để thằng bạn ở lại một mình về sau. Loạng choạng về đến nhà, chưa kịp cởi quần áo đã lăn ra ngủ. Nhưng chàng nhớ lại hôm nay chưa đọc kinh kính mừng, kinh mà mẹ chàng dạy từ khi còn nhỏ. Chàng cố gắng ngồi dậy đọc trệu trạo cho xong, vì quá say sưa cho nên ngủ như vùi. Tỉnh giấc, chàng nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh. Chưa kịp ra mở thì chàng sửng sốt thấy thằng bạn đứng sừng sững trước mặt với bộ mặt biến dạng, trông rất ghê gớm. Richard kêu lên: "Ai đây?" "Tao là bạn của mày, không nhớ à? Sao hình thù mày ghê gớm quá?" "Khốn thân tao, vừa ra khỏi nhà con điếm, tao bị thằng quỷ chặn lại bóp cổ. Xác tao còn nằm sóng sượt ngoài phố, nhưng linh hồn tao đã bị quăng xuống hỏa ngục. Còn mày, tao bảo cho biết, nhờ Đức Mẹ Đồng Trinh gìn giữ mày, nhờ có mấy kinh kính mừng mày đọc hàng ngày mà được thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ." Nói rồi, hắn mở áo ngoài ra, lửa bốc cháy ngùn ngụt, khét lẹt mùi diêm sinh, rồi hắn biến mất. Richard vội vàng sắp mình xuống đất, ăn năn thống hối các tội mình đã phạm từ xưa. Đức Mẹ đã cứu mình khỏi bị chết trong tay quỷ dữ là nhờ quyền lực của kinh kính mừng. Từ đó, chàng quyết chí cải tạo cuộc đời, sống đạo đức thánh thiện. Bỗng chốc, nghe tiếng chuông báo hiệu hát kinh sớm mai trong tu viện Thánh Francisco, chàng biết là có ơn Chúa kêu gọi. Richard lập tức xin vào dòng tu và trình bày mọi sự việc cho các thầy dòng. Hai cha dòng liền đến quan sát hiện trường và quả thật, xác của bạn chàng bị bóp cổ cháy đen như hòn than. Richard đã xin vào dòng Thánh Francisco, sống cuộc đời hết sức thánh thiện, được cử đi giảng đạo ở Ấn Độ, rồi qua Nhật Bản, bị án thiêu sinh, được phúc tử đạo. Năm 1867, Hội Thánh đã phong chân phước cho chàng, tức là chân phước Richard de Hammer Suhavre. Kính thưa quý vị và anh chị em, câu chuyện đã xảy ra vào năm 1604 tại tỉnh Blanbres, phía đông nước Bỉ. Chân phước Richard là một bằng chứng nói lên quyền lực của kinh kính mừng. Thánh Louis thường khuyên chúng ta mỗi khi đi qua tượng ảnh Đức Mẹ, hãy đọc một kinh kính mừng để chào kính mẹ. Truyện tích kể trên cho ta thấy chỉ một kinh kính mừng mà Đức Mẹ đã cứu giúp như vậy. Huống hồ, hàng ngày lần hạt một chuỗi mân côi thì còn được Đức Mẹ ban nhiều ơn biết bao. Tại thành phố Napoli nước Ý, giáo dân có thói quen dựng tượng Đức Mẹ ngay các ngã tư, góc phố để người ta qua lại chào kính Đức Mẹ bằng một kinh kính mừng.